quấn cây trà Nam Định gửi đi cho khách ạ. Đây là cái cây này. Cây này là do thời điểm bây giờ nó không còn hoa nên là bây giờ mới còn đến bây giờ. Còn đây ạ, nhà mình còn một cái cây này nữa. Các bạn có nhu cầu thì mua thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, không là hết nhé bạn nhá. Cây trà lựu cổ Nam Định ạ. Thứ nhất là rất là nhiều nụ luôn ạ. Bạn nhìn thấy nụ, mà nụ toàn nụ căng rồi ạ. Cây này mà chơi đến Tết là, chính Tết là nở rất là đẹp luôn. Chiều cao của cây thì cây cao khoảng tầm 1, 2, 3, hơn 60cm bạn nhá. Tán căng tròn đẹp, rất là nhiều nụ, sai nụ. Các bạn thấy cái lá của nó to bản và dày dặn. Cái lá này về các bạn lấy cái khăn ướt lau đi, bởi vì là cái này là tưới bằng nước giếng khoan cho nên là trông là nó hơi nhem nhem nhúc nhúc. Nhưng mà nếu mà về mà các bạn cho lấy cái khăn ướt, khăn mềm ẩm ẩm giống như kiểu cái khăn mặt ấy, lau các cái kẽ lá này đi và thay cho nó một cái chậu mới thì trưng Tết tuyệt đẹp luôn ạ. Các bạn có nhu cầu thì alo thật sớm nhá. Ngoài cái cây lựu cổ Nam Định này thì nhà mình còn có một cái cây phấn cung đình màu hồng, khá là nhiều nụ nha bạn nhá. Trong đó có 3 cái nụ rất là to. Đấy, và một chùm nụ bé này. Cây cũng khá là đẹp. Dáng này dáng bonsai cũng rất là đẹp nha bạn này. Đấy, cái gốc của nó cũng rất là cổ quái. Và hai nữa là nó la cái cành ra đằng bên bên tay trái rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu thì alo sớm nhá. Hai cây trà nhé bạn nhé.